Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Ngọc Lan, Hoàng Trần Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã chọn Lưu Đồ Sài Gòn TV theo dõi Cà Phê Sáng. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến trường hợp ngày hôm nay tiểu bang New York và tiểu bang kế bên New Jersey đồng loạt tháo bỏ các lệnh quy định về mang khẩu trang. Tuy nhiên, có những trường hợp biệt lệ, đặc biệt cho những du khách nào đến New York cũng nên quan tâm, và nếu cần thì phải mang theo khẩu trang phòng ngừa. Bởi vì nói là bỏ khẩu trang nhưng mà chỉ có nhà hàng thôi. Còn đặc biệt quý vị đến New York, một trong những chương trình mà mình phải xem đó là nhạc kịch Broadway. Vừa hát vừa nhảy múa đủ hết. Đó là một trong những nơi trung tâm của nước Mỹ mà có được nhạc kịch Broadway mà thôi. LA cũng có nhưng mà hiếm lắm, không có nhiều bằng ở New York. Thì những nơi mà tụ tập đông người bán vé vào đó thì như là Broadway thì họ tuyên bố vẫn tiếp tục giữ các quy định về khẩu trang. Như chúng tôi đã nói là lên trên xe, các giao thông công cộng nó vẫn phải mang khẩu trang. Rồi trong trường học, trường tư thì tùy theo mỗi trường tư họ có áp đặt cái lệnh phải mang khẩu trang hay không. Nhưng mà hệ thống trường công đó thì thầy cô giáo được quyền mang hay không mang. Còn các em tuổi từ 5 tuổi trở lên trong các trường công từ lớp 1 trở lên thì không cần phải mang khẩu trang, hoặc là muốn mang khẩu trang cũng được. Họ cho phép thầy cô giáo và phụ huynh, và nếu mà phụ huynh muốn thì cứ cho mang khẩu trang thôi. Và vấn đề ở đây đó, thưa quý vị, nói thì nói vậy nhưng mà làm thế nào để giáo dục cho các em đừng cảm thấy mình bị cô lập. Nhất là các em có cái sự cạnh tranh tự nhiên, nguyên một đám không ai mang khẩu trang thì có đứa nó mang khẩu trang, thế là bị chọc quê. Đó, thì bây giờ thầy cô giáo phải dạy cho các em ở trong lớp biết đó, cái chuyện mà chọn lựa mang khẩu trang là tùy theo mỗi một cái sức khỏe, mỗi quan tâm. Đừng thấy người ta không giống mình rồi chọc người ta. Anh Thủy đang nói cái chuyện mà giống như là đừng có làm cho những người mà hơi khác biệt, là họ cảm thấy họ bị kỳ thị, lẻ loi. Thì cái hiện tượng đó ở Việt Nam đang có hiện tượng là những người không bị F0, không bị F0 thì là đang là trở thành hiện tượng là bị kỳ thị đó. Tức là bây giờ ai cũng tự nhiên ai cũng nhiễm hết. Ai cũng, hồi đó thì Ngọc Lan đã từng nói đó, có nghĩa là khi mà bị nhiễm Covid-19 thì phải đưa đi cách ly F1, F0 gì cũng đưa hết. Nhưng mà sau đó tiến đến cái giai đoạn á, là người ta F0 nhiều quá. Bây giờ đó, ai mà chưa có F0, chưa có đưa thử cái thử nhanh để mà chụp hình post lên đó, là người đó không bình thường rồi đó. Phải là F0 thì mới được. Tức là họ nói là cả nước bị hết. Dạ. Wow. Cái số lượng mà người nhiễm nó đang tăng lên rất là nhiều, cho nên đưa đến cái tình trạng là báo động người Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia Mỹ báo động là không nên đi du lịch đến Việt Nam trong giai đoạn này. Nhưng đó. Mà người Việt ở đây vẫn về Việt Nam phải không? Trong khi vừa rồi đó thì cái tin là 15 tây tháng 3 này Việt Nam mở cửa du lịch trở lại. Yeah. Mở cửa du lịch trở lại, chuẩn bị đón tùm lum hết. Nhưng mà giờ cái cảnh báo từ ở Hoa Kỳ rằng là Việt Nam là một trong những nước mà không nên đi du lịch giai đoạn này, mà cái mức báo động lên đến mức 4, tức là cái tình trạng lây nhiễm ở Việt Nam nó lên rất là kinh khủng. Cho nên Ngọc Lan nói anh Thủy là cái chuyện mà bây giờ ai mà chưa có phải là F0 đó là hiện tượng quý hiếm đó, là điều đó thật chứ không phải là mình nói đùa. Tại vì mình thấy ai cũng nhiễm hết. Chắc là như vậy là họ có nhiều người nói họ lợi dụng cái Omicron vừa rồi đó để đưa đến miễn dịch cộng đồng, tức là ai cũng bị nhiễm hết rồi thì nó sẽ tự tạo kháng thể. Cái điều đó là chúng tôi thì trốn ở trong nhà,
và chuyện mà đi ra đi chợ này, chợ bố này nọ rất là cẩn trọng, cho nên nằm trong không phải là F0 thì không biết sao. Nhưng mà đang nói đến cái chuyện mà đi du lịch, mà đi du lịch thì book nhiều người chọn Airbnb, nhưng mà ở cũng liên quan quay ngược lại cái tình hình ở Nga và Ukraine đó, cả thế giới đang ủng hộ Ukraine bằng nhiều hình thức, trong đó có một cái hình thức rất là lạ lùng, đó là book phòng Airbnb nhưng mà không có ở, không có ở, nhưng mà người ta thấy là chỉ trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3 của tháng 3 vừa rồi thôi đó, thì có tới 61.000 cái booking đó, book phòng Airbnb ở ngay Ukraine, nhưng mà họ không book nhưng không có ở, nhưng mà mục đích là làm cái gì? Họ lấy cái tiền đó đó để họ giúp cho những người dân Ukraine mà có nhà cho mướn đó, bây giờ họ đang gặp cái tình trạng là chiến tranh, rồi họ phải di tản, rồi nhà cửa bị phá hủy vân vân, rất là nhiều thứ. Nhưng mà đã nói đây giống như là một cái chiến dịch để giúp đỡ cho người dân Ukraine trong cái tình cảnh như hiện bây giờ, và cái số tiền chỉ trong 2 ngày 2 và 3 thôi đó, nó lên đến hơn 2 triệu đô la cho đến giờ này người ta đã gom góp được. Và một cái điều rất là vui nữa là hơn phân nửa trong số những cái booking đó lại là đến từ Hoa Kỳ. Wow. Yeah. Bởi vì người Ukraine sống ở đây cũng khá nhiều. Có những người họ quyết định không rời khỏi thủ đô Kyiv. Và họ nói rằng không, đây là nơi mà chúng tôi có những cái nhà, và thậm chí họ muốn sang sẻ một phần những cái căn phòng của họ cho du khách thuê mướn. Và nhà không đắt, không có rẻ, thưa quý vị. Mình tưởng ở Ukraine, nhất là ở các thành phố lớn đó, thì giá cả so với các nơi thì vẫn rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên hôm vừa rồi chúng tôi xem, năm ngoái đó, có những cái căn chung cư nhỏ bán ra thôi, có khoảng 500-600 square feet thôi, nó bé tí à. Mà thấy trong cái khu nó cũng ọp ẹp lắm, nó không phải đẹp gì thật sự. Cho đến giờ phút này thủ đô Kyiv vẫn không thể nào so bì với các thành phố lớn khác được. Vậy mà bán cũng với giá 120.000 Mỹ Kim. À, nhỏ xíu à, có một cái căn apartment chung cư có 500 mà không có view, không có gì hết nha. Không phải là mặt tiền thì khỏi nói, mặt tiền có thể lên đến mấy trăm ngàn Mỹ Kim cho một cái căn chung cư nhỏ thôi. Thì so ra ở tại các thủ đô ở bên phía Ukraine cũng như ở Nga đó, giá nhà rất là cao. Mình không nghĩ là cao đến như thế. Thì đây là một trong những nỗ lực không ở nhưng vẫn book. Thì những người chủ nhân này họ gửi lời cảm ơn và họ nói rằng họ vẫn nhận được tiền từ Airbnb chuyển vào chương mục của họ. Ukraine không có bị cấm như trường hợp ở Nga, cho nên người ta vẫn, nếu mà muốn nhận được tiền từ người nước ngoài, người thân Ukraine gửi về từ Mỹ, họ vẫn nhận được như thường. Ngọc Lan thấy ở đây, anh Thụy nói về cái giá nhà đó, thì mình thấy ở đây Airbnb ở Ukraine, cái giá phòng đó 90 mấy đồng một đêm cũng có, 30 mấy cũng có, 40 mấy cũng có. Thành ra họ giúp đỡ bằng cách, ví dụ như bây giờ thay vì cái phòng đó là 50 đô la một đêm, thì bây giờ họ cứ book, có nhiều người có tiền thì họ book một đêm, hai đêm hoặc là một tuần lễ, nhưng mà đó là cái cách để họ chuyển tiền để giúp cho chủ nhà đó. Thì đây là những cái nghĩa cử mà mình thấy là trong cả thế giới, gần như cả thế giới đang đứng về phía những người dân Ukraine. Khủng khiếp, không ngờ một cái cuộc chiến mà thay đổi cục diện chưa gì hết. Chúng ta đã thấy đó là dù có chiến thắng hay không chiến thắng, nhưng mà rõ ràng sự thất bại lớn nhất là về phía Putin và nước Nga, tội nghiệp cho những người Nga. Trong khi đó, ở trên xa lộ 25 xuyên bang của Colorado, thưa quý vị, khủng khiếp, tuyết trắng. Và sáng nay chúng tôi bước vào thấy trời California vẫn lạnh, mà chúng ta bắt đầu vào cuối tuần này mình đổi giờ rồi, sang mùa xuân rồi mà trời vẫn lạnh. Thì nhớ tới cái con chuột đất ở bên tiểu bang Pennsylvania. Vậy mà năm nay nó đoán đúng á. Tại vì tôi đưa cái tin tức này từ mấy tuần trước rồi. Thì họ nói rằng có mùa xuân được hay không thì con chuột đất nói không, chưa đâu, còn phải kéo dài thêm mấy tuần nữa. Thì trong thời gian qua mình mới thấy chuyện mà trời lạnh, bão tuyết, mà ngay cả miền Nam California chúng ta mọi năm thì giờ này bắt đầu nó bắt đầu ấm dần lên rồi, chứ không phải là 40 mấy độ và qua đêm như vậy đâu. Thì quý vị nhìn thấy trên xa lộ ngày hôm nay không phải 10 chiếc, 20 chiếc, 50 chiếc xe dồn cứng lại như vậy. Vì vẫn có tài xế yên hùng xa lộ lái xe bạt mạng,
không để ý đến phía trước và cứ thế mà phóng. Chúng tôi trở lại ngay, tiếp tục gửi đến thêm quý vị tin tức liên quan đến tai nạn xảy ra ở xa lộ Colorado vào sáng ngày hôm nay.